nay em xin trao gửi cho các bác cùng xem một cái tô lớn đường kính 13 phân. Đường kính 13 phân. Cái tô này đường kính nó cỡ khoảng 30 phân. Đó thì trước hết em xin quay cận cảnh cho các bác cùng xem. Đây là một cái tô quán tẩy của triều đại nhà Thanh. Đây là đồ cổ thế kỷ thứ 19, vẽ tích ngư tảo. Nó khác xa với những dòng cùng loại. Thường những dòng cùng loại chúng ta hay thấy nó có cái dài hơn, thì nó dành cho các bậc của các địa chủ ngày xưa dùng. Và đây là những cái món đồ nó rất là mỏng mà vẽ rất là đẹp, mà vẽ rất là chỉnh chu, tơ tóc. Địa vị của món đồ này thì dành cho các bậc quan lại ngày xưa dùng. Và món đồ này là món đồ chuẩn cổ. Tất cả những món đồ em đều bảo hành, vẽ rất là đẹp. Và em xin quay cận cảnh cho các bác cùng xem và thưởng lãm, để mà mình có thêm cái kiến thức về cách nhìn nhận về một cái cổ vật. Cái men chàm này nó rất là sâu, nghĩa là khô, men chàm rất là khô, rất là đẹp. Tuy là cái men bóng bên ngoài, men phủ bên ngoài thì nó vẫn còn, nhưng mà cái men chàm mà mực bên trong nó khô, thì chỉ có điều kiện tự nhiên qua nhiều thập niên như vậy thì nó mới đủ yếu tố là một món đồ cổ, nó khô rút một cách tự nhiên theo thời gian. Đó, và cái màu chàm mực vẽ con cá này rất là sinh động, rất là đẹp. Và hơn thế nữa, những món đồ này em trao duyên về cho các bác đều bảo hành chuẩn cổ suốt đời, trên giấy bảo hành và có tem bảo hành đàng hoàng như thế này. Đấy, để cho các bác sở hữu những cổ vật mà mình an tâm hơn khi mà mua ở những nơi có bảo hành, và mua ở những nơi thật sự uy tín. Bởi vì trên cái diễn đàn cổ vật, hoặc trên những YouTube, hoặc là những ở đâu cũng vậy, người ta bán những cái món đồ trôi nổi trên thị trường nhưng mà không chính quy. Thì đối với em muốn trao duyên thật tâm và trao duyên một cách đàng hoàng, để và các bác sở hữu những món đồ thật sự là cổ vật. Và em cho thuê những món cổ vật trong vòng dài hạn, trong vòng 3 năm. Các bác vừa được chơi, vừa được trao đổi, sở hữu lâu dài. Nếu như mà các bác sở hữu xong thì trong vòng hết hạn 3 năm, các bác hoàn lại bên em. Em sẽ hoàn trả lại đủ số tiền các bác đã thuê. Thì chính sách bên em rất là ưu đãi cho tất cả những ai đã từng giao lưu, ai đã từng sở hữu những cổ vật bên em, vừa được chơi, vừa được thương mại, vừa được bảo hành và vừa được lưu trữ lâu dài. Đó là những cái chính sách mà em muốn tạo sân chơi lành mạnh cho các bác. Và hơn thế nữa, cổ vật là một trong những cái kênh mà thương mại rất là hay, bởi vì nó mang lại cái lợi nhuận kinh tế khi mà các bác có những cái mối quan hệ thật lớn, thật tốt và phong phú trong xã hội, thì mình thương mại những món đồ nó sẽ nâng tầm giá trị và nó nâng cái đẳng cấp của các bác trong 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 xã hội rất là cao, và mình thương mại nó mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và bác nào yêu những cổ vật này thì liên hệ đến em và kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0387 513887. Em trao duyên và gửi đến khắp mọi miền trên đất nước.